Thân mến, chào các em. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục học về các phân phối. Các phân phối trước đây thì thầy đã giới thiệu các em một số các phân phối rời rạc. Và hôm nay chúng ta sẽ học về các phân phối liên tục. Thầy nhắc lại, tuần trước thầy mới mào đầu một số các định nghĩa về phân phối liên tục. Và trước đây mấy tuần thầy cũng đã nói về hệ thống một số các phân phối thông dụng. Thì hôm nay chúng ta sẽ học một số các phân phối thông dụng về liên tục nhé. Mời các em nhìn lên màn hình. Đây, hôm đó thầy đã nói về các phân phối liên tục. Đầu tiên là thầy giới thiệu về các phân phối dễ hơn, ngắn hơn một tí. Đầu tiên là phân phối liên tục uniform các em ạ. Uniform AB nhá. Uniform đều liên tục có nghĩa là continuous uniform nhá. A nhỏ hơn B. Và hàm mật độ, hôm đó thầy đã nói cái hàm mật độ chính là cái hàm hằng số 1 chia cho B chữ A. Và hàm này đảm bảo cái tính chất hệ thống xác suất đầy đủ nhá. Tức là ta sẽ thấy là tích phân của cái hàm mật độ đó sẽ bằng 1, phải không? Đi từ A cho đến B bằng 1 nhá. Bây giờ ta sang đến hàm phân phối F lớn nhá. Thầy nhắc lại là cái hàm, các em thầy nghĩ là các em theo dõi cái phần này và ghi lại nhá. Hồi nãy thầy đã nói rồi, như vậy tại sao đây gọi là hàm mật độ? Thầy đã nói như vậy là chính là lấy tích phân đi từ A cho đến B. Thầy nghĩ cái vấn đề này rất là đơn giản, phải không các em? Thầy không ghi ở đây, phải không? Tích phân đi từ A cho đến B của cái hàm này thì nó bằng 1, rõ ràng quá, phải không? Và như vậy nó mới đảm bảo cho cái tính chất hệ đầy đủ về xác suất liên tục, phải không? Và như vậy nó bằng 1, tích phân trừ vô cùng cho đến cộng vô cùng phải bằng 1 nhá. Thầy nghĩ vấn đề này đơn giản, phải không? Các em tự suy nghĩ ha. Giờ ta sang đến một cái định lý về phân phối đều liên tục. X thuộc vào uniform AB thì hàm phân phối là hàm F lớn X các em, tức là hàm này là hàm cộng dồn xác suất á, cộng tất tần tật những xác suất trước cái giá trị của x đây. Đấy, thì cái này thầy nghĩ là nó cũng rất đơn giản, phải không? Hàm này sẽ bằng 0 với x nhỏ hơn a, có nghĩa là x, các em tưởng tượng cái hình hôm trước thầy nói đó, một cái hình chữ nhật nhá, cái chiều dài là cái đoạn đi từ A cho đến B, chiều cao là bằng 1 chia cho B chữ A nhá. Thì giờ x mà nó rơi ở bên trái cái đoạn AB, tức là không có cái gì để cộng vào thì nó bằng 0, phải không? Còn x mà nó rơi vào cái đoạn AB này nè, thì ta phải tính cái diện tích đi từ A cho đến x, đúng không? Đi từ A cho đến x. Mà diện tích đi từ A cho đến x thì một cạnh của nó là x trừ A, cạnh kia vẫn là 1 chia cho B trừ A. Như vậy ta nhân vào nhau thì ra diện tích, tức là một cạnh là x trừ A nhân với một cạnh chia cho B, 1 chia cho B trừ A, chính là x trừ A chia cho B trừ A. Tức là cái diện tích biến thiên khi x nó nằm trong cái đoạn AB thì cái diện tích đó chính là x trừ A chia cho B trừ A. Này hiển nhiên phải không các em? Này quá đơn giản cho nên thầy chỉ giải thích bằng lời nói thôi, cũng ra được biểu thức, không cần phải tính toán. Rồi khi x mà nó nằm ngoài cái đoạn này, có nghĩa là cộng tất tần tật những cái giá trị trước nó, mà trước nó là, như vậy là ta cộng cả cái diện tích cái hình chữ nhật của cạnh B chữ A, đúng không? Cạnh kia vẫn là 1 chia cho B chữ A. Và như vậy
diện tích nó bằng 1. Và như vậy đây là hàm phân phối. Đây là hàm phân phối, phải không? Hàm phân phối, hàm phân phối. Rất đơn giản. Và từ cái hàm mật độ 1 chia B trừ A, chúng ta sẽ lấy tích phân. Ta sẽ lấy tích phân của giá trị nhân với xác suất, tức là x nhân với 1 chia B trừ A, lấy tích phân đi từ A cho đến B, thì nó sẽ ra là ngay cái điểm giữa của đoạn AB, tức là A cộng B chia đôi. Cái này lấy tích phân đơn giản thì nghĩ mấy em tự làm được. Thực ra để mà thi mấy em phải nhớ thôi, nhưng mà mấy cái đoạn này thực ra cũng chẳng cần nhớ, mấy em tính chỉ cần trong vòng nửa phút mấy em sẽ ra được ngay mấy cái giá trị kỳ vọng và phương sai, phải không? Phương sai thì có thể nó phức tạp một tí, nhưng mà kỳ vọng rất là đơn giản, giá trị nhân với xác suất, mà xác suất nó là hằng số, phải không? Đấy, cái này cũng vậy. Nhớ là công thức variance của nó thì nó là bằng trung bình của bình phương trừ bình phương trung bình nhá. Thì các em phải tính hai lần ra, các em trừ cho cái anh này bình phương thì nó sẽ ra được cái số này. B trừ A tất cả bình phương chia cho 12. Và một cái điều thứ ba nữa là nếu x thuộc vào UAB thì y được đổi biến qua như vậy. X trừ A chia cho B trừ A giống như cái này nè nghe, thì cái y này sẽ thuộc vào U không 1, không phải là AB nữa, mà là U đơn giản hơn. A là 0 và B là 1. Có nghĩa đây là người ta dùng một cái phép biến đổi biến số các em, biến cái U uniform AB thành cái uniform 0 1, để đơn giản thôi, để đơn giản đấy. Thì thầy mong mấy cái này là các em tính toán và các em kiểm nghiệm rất là đơn giản. Cái định lý mà thì ta phải nhớ để ta làm bài tập, còn chứng minh thì thầy cũng nghĩ rất đơn giản nha, không gì khó. Như vậy là hàm phân phối ta có, kỳ vọng ta biết, kỳ vọng nó nằm ở giữa cái đoạn AB nha. Vậy ta nhớ cái này, chủ yếu ta nhớ cái này. Trong tất cả mấy cái này thì anh thì cái này đáng nhớ nhất. Kỳ vọng nó nằm ở giữa. Thì như mình đã biết, kỳ vọng chính là cái expectation, có nghĩa là nó còn thêm tiếng Anh nó gọi là mean nữa. Mean có nghĩa là giá trị trung bình, mà trung bình thì thường là nó nằm ở giữa, phải không em? Đó, đây là nằm ở giữa, vậy là đúng rồi. Nhá. Bây giờ ta sang một cái mới nữa. Thì muốn giới thiệu thôi. Còn mấy cái này thì về tính toán của cái uniform liên tục không có gì khó. Không có gì khó nha, không có gì khó. Mấy em chỉ nhớ để ta làm toán mấy cái phần đó thôi. Còn không có gì khó, cho nên bài tập mấy em tự giải ở nhà nha. Bây giờ ta sang đến một cái phân phối nữa, gọi là phân phối tree, phân phối về tam giác. Phân phối về tam giác. X thuộc tree ACB. Nhớ là ACB nó có cái thứ tự này, A nhỏ nhất rồi đến C rồi đến B. Và như vậy hàm mật độ của nó và hình vẽ của nó như sau. Cái hình vẽ của nó thì cái hình vàng này các em, đây nè, có 3 điểm nè, A nè, C, B nè. Nó theo thứ tự, 3 hoành độ này theo thứ tự nhỏ, rồi C lớn hơn, rồi B lớn hơn C nha. Và có một cái chiều cao của tam giác là bằng 2 chia cho B trừ A. 2 chia cho B trừ A tại cái điểm C, tại cái điểm C. Vậy ta vẽ một cái tam giác đáy là cái cạnh ACB này đây nhá. Và cái chiều cao tại cái điểm C có cái độ cao là 2 chia cho B trừ A. Đấy. Để chi vậy các em? Để chi vậy các em? Để chi? Để cái diện tích này bằng gì? Bằng 1. Đúng không? Diện tích của tam giác thì bằng đáy nhân cao chia đôi. Vậy ta thấy nè, đáy nè là B trừ A nè, nhân cao là 2 chia cho B trừ A nè, thì ra là còn 2, chia đôi nữa một phát thì còn lại 1 thôi. Vậy đây là để đảm bảo, cái chiều cao này để đảm bảo tại cái điểm C đó,
để đảm bảo là cả diện tích này bằng bằng 1. Và như vậy ta tính cái tích phân, ta tính cái tích phân đi từ A cho đến B, phải không? Phải bằng 1. Tức là trừ vô cùng cho đến cộng vô cùng phải bằng 1. Với cái hình tam giác như vậy luôn luôn, phải không? Đấy, tích phân chẳng qua là tính diện tích, mà diện tích là hoàn toàn có tính chất hình học nha, có tính chất hình học. Cho nên là thầy chỉ cần nói như vậy là các anh em hiểu là lấy tích phân đi từ trừ vô cùng cho đến cộng vô cùng phải bằng 1, vì diện tích này nó bằng 1 mà, phải không? Đấy. Và như vậy là tọa độ này biết, tọa độ này là A không, tọa độ này C không, tọa độ này là B không, tọa độ này là C phải 2 chia cho B chữ A, có nghĩa là hoành độ là C và tung độ là cái này. Như vậy ta biết cả ba điểm này, cả ba cái điểm này ta đều biết tọa độ, và như vậy là ta sẽ tìm được phương trình. Phương trình cạnh này ta tìm được, phương trình cạnh này ta cũng sẽ tìm được. Và như vậy là đây là bằng 0, phải không? Hàm mật độ ở đây bằng 0, hàm mật độ ở đây là cái phương trình của AC này. Còn đây là CB nè, CB đây. Đó. Thì vì hai điểm ta biết tọa độ thì ta tìm ra được phương trình của nó đây. Phương trình của nó rất đơn giản đây các em, phải không? Thì nghĩ mấy cái này là thuộc lớp bé rồi, lớp 12. Cho hai tọa độ biết trước thì tìm được cái phương trình của cái đường thẳng qua hai điểm đó là 2x trừ 2a chia cho b trừ a chia c trừ a. Mấy cái này thầy nghĩ thầy không cần nói ở đây, phải không? Các em phải tự làm, tại vì đây là kiến thức của lớp bé. Rồi. Bây giờ đến, nếu mà x nằm ở trong đoạn c cho đến b, c cho đến b thì ta cũng có hai cái tọa độ ta biết trước, phải không? Hai tọa độ biết trước, ta cũng tìm ra được phương trình của CB. Rồi. Còn nếu mà x lớn hơn b thì bằng 0. Như vậy trong cái đoạn AB thì nó chia làm hai nhánh, nhánh thứ nhất là như vậy, nhánh thứ hai là như vậy. Còn ở bên trái của A bằng 0, bên phải của A bằng 0. Ở đây là hàm mật độ xác suất của tam giác tri ACB. Tri là triangle, có nghĩa là ba góc à. Ba góc có nghĩa là tam giác này, phải không? Triangle. Tiếng Anh, phải không? Và như vậy thì nhìn cái hình ta biết là nó đảm bảo được cái tính chất của hàm mật độ, phải không? Như nãy thầy đã giải thích. Đó. Và hiển nhiên là cái biểu thức giải thích của nó là cái biểu thức xanh. Còn biểu thức hình học, các em chỉ nhớ cái biểu thức hình học đơn giản như vậy. Còn biểu thức xanh này đó, nhớ đừng có nhớ hình chi cho nó rắc rối A, B, C nhiều quá. Trong thực hành ta cứ cho A bằng bao nhiêu, C bằng bao nhiêu, B bằng bao nhiêu, và ta dùng cái những cái phương trình của đường thẳng. Một vài em mà có những cái mẹo nhớ ở lớp dưới, ta biết ngay ra được phương trình đường thẳng ngay, ta chẳng cần nhớ cái biểu thức này làm gì. Mấy biểu thức này để cho có vẻ đẹp về mặt lý thuyết, còn về thực hành mấy em tự tìm ra phương trình, tự tìm ra phương trình đơn giản theo cái cách nhớ của lớp 12, đúng không? Đó, chứ không cần nhớ mấy cái này. Đó. Tại vì học trong này nói chung, học tất cả những môn học, học là phải nhớ. Nhưng mà ta rõ ràng là có những cái ta cần nhớ mà những cái ta không cần nhớ. Nhớ nhiều mệt, những cái khác ta còn nhớ nữa, phải không? Biểu thức này chẳng qua là diễn tả hai cái phương trình của hai đường thẳng qua hai điểm cho trước có tọa độ, thế thôi, rất đơn giản nhé. Như vậy là thầy mong là các em phải nhớ cái hình, nhớ cái hình đấy, nhớ cái hình. Rồi, và như vậy ta có cái thí dụ về cái này. Đầu tiên thì ta sẽ tính kỳ vọng, kỳ vọng của cái phân phối này lại bằng trọng tâm các em ạ, A cộng B cộng C chia 3. Tức là A cộng C cộng B chia 3. Cái này nó mang cái dáng dấp của cái gì các em? Dáng dấp của cái trọng tâm của tam giác mà ta học ở dưới, ở lớp dưới, phải không? Trọng tâm của tam giác ABC thì bằng OA cộng OB cộng OC chia đôi, A chia 3, chia 3, chia 3.
OA cộng OB cộng OC chia 3 đấy. Thấy không? Thì đây chính là cái mà kỳ vọng nó cũng giống như trọng tâm. Đã nhớ như vậy A cộng B cộng C chia 3 nhá. A cộng B cộng C chia 3 và phương sai của nó phức tạp hơn. Phương sai của nó phức tạp nhưng mà cũng dễ nhớ. Cộng tất cả các bình phương và trừ cho các tích của nó. Trừ cho các tích có thể AC, AB, AC, BC chia cho 18. Chia cho 18. Này ta nhớ phải không? Ta nhớ. Nhớ công thức để ta làm chứ nếu mà ta tính ta chứng minh công thức này thì mệt đấy, phải không? Chứng minh công thức kỳ vọng thì còn dễ, tức là lấy tích phân. Chẳng qua là ta tính cái diện tích nhỏ, ví dụ ta cho x nó rơi vào khoảng AC thì ta tính cái diện tích nhỏ này thôi. XA này nè. Một cạnh ta biết. Cạnh này thì ta theo phương trình này. Và ta lấy tích phân, tức là tính cái diện tích, cuối cùng ta sẽ tìm ra được là AX của nó bằng A cộng B cộng C, phải không? Tức là giá trị nhân với xác suất, giá trị nhân xác suất. Còn ở đây nếu người ta kêu là tính xác suất khi x mà nó rơi vào cái khoảng AC thì ta tính, chẳng qua là ta tính diện tích của cái hình tam giác bé thì di chuột ở trên màn hình đây. Đó, phải không? Còn hai công thức này ta phải nhớ nè. Kỳ vọng một phương sai ta phải nhớ nhá. Đấy. Như vậy là khi mà đụng đến các phân phối liên tục thì cái yêu cầu các em phải nhớ là cái biểu thức về hàm mật độ. Biểu thức về hàm mật độ. Có cái thì ta phải nhớ nhưng mà cái này theo thầy thì không nên nhớ mà ta nhớ cái hình. Nhớ cái hình. Sau đó thì ta nhớ cái AX của nó, tức là phương xa, kỳ vọng và phương xa. Phương xa để ta tính nhá, để ta tính cho nó nhanh. Đấy. Vậy là cái định lý của cái tam phân phối tam giác nó có những cái tính chất này, em phải nhớ nhá. Cho hàm mật độ xác suất như trên bảng. Hàm mật độ này thầy đã lấy một thí dụ ở đầu cái chương này, phải không? Về biến ngẫu nhiên đó, thầy có cái thí dụ này rồi. Đây chính là cái hàm mật độ hai nhánh của tam giác, phải không? Và ta phải đi tìm kỳ vọng và phương sai của hàm mật độ này. Và ở đầu chương, tức là trước đây thầy đã làm về cái này. Em phải tính, muốn tính kỳ vọng thì ta phải lấy tích phân đi từ trừ vô cùng cho đến cộng vô cùng của giá trị nhân với xác suất. Lấy tích phân đúng không? Giá trị là x nhân với cái hàm mật độ fx dx. Đấy. Mà hàm mật độ này chính là cái hàm mật độ nó có mấy nhánh các em? 4 nhánh. Một nhánh bằng 0 ở bên trái, một nhánh bằng 0 ở bên phải. Và hai nhánh này là hai cái nhánh của hai đường tam giác ở bên phải và bên trái và bên phải. Phải không? Và cái hình của nó chính là cái hình này các em. Đúng không? Đây cái nhánh này đây. Nhánh này bằng 0 này. Nhỏ hơn 0 là bằng 0, lớn hơn 1 là bằng 0 đây. Lớn 1 bằng 0. Nhỏ hơn 0 bằng 0. Và cái nhánh này đi từ 0 cho đến 1 phần 2 đây, đây. Thì nó chính là cái nhánh này. Mà nhánh này chính là 4x. Đây có hoành độ là một nửa nè. Đây tung độ nó là 2. Cho nên là cái đoạn này có phương trình là 4x. Đúng không các em? Còn phương trình này, phương trình này có tọa độ là một nửa và 2. Ở đây là 1 và 0. Thì nó sẽ là 4-4x. Cạnh này nè, 4-4x. Và như vậy các em thấy nè, các em thấy nè, như vậy là để đảm bảo đây là hàm mật độ. Thực ra cái đề này người ta cho nhưng mà người ta đã bỏ qua cái điều là hiển nhiên cái hàm này là hàm mật độ thì người ta mới kêu tính cái này.
Còn nếu cái này mà không phải là hàm mật độ thì tính mấy cái này là đâu đâu có được, phải không các em? Như vậy là một cái khâu mà các em mặc định là mấy em phải tự kiểm tra hàm này có phải là hàm mật độ không. Có nghĩa là cộng tất tần tật giá trị xác suất của nó có bằng một hay không, phải không? Đó là rời rạc. Còn về liên tục thì là tổng diện tích của cái fx này nè, của cái biểu đồ fx này, của cái đồ thị fx này cũng phải bằng một. Nếu bằng một thì là để đảm bảo nó chính là hệ xác suất đầy đủ, phải không? Hệ xác suất đầy đủ. Và như vậy đây là đảm bảo không các em? Đáy của nó đây là mấy đây các em? Đáy là một, chiều cao là mấy? Chiều cao là hai đây nè, số 2 nè. Đáy nhân cao chia đôi đúng là bằng một rồi. Vậy đây đảm bảo đây là hàm mật độ xác suất nha. Và cho nên người ta mới ghi cái đề là đây là hàm mật độ xác suất. Chứ nếu mà cái đề mà người ta chỉ cho hàm như vậy mà người ta kêu kiểm chứng đây là hàm mật độ, sau đó mới tính kỳ vọng hoặc phương sai nhá. Thường là người ta tính như vậy. Nhưng mà đây thầy bỏ qua cái khâu hàm mật độ để các em phải tự kiểm tra, nhìn cái hình các em biết nhá, nhìn cái hình các em biết. Giờ ta tìm kỳ vọng hoặc phương sai nhá. Kỳ vọng thì ta dùng ngay công thức luôn, nhưng mà để tính kỳ vọng cái này nhiều khi cũng hơi vất vả. Vì sao các em? Vì ta phải chia nhánh tới hai nhánh, phải không? Hai nhánh lấy hai tích phân của hai nhánh thì ta phải cộng lại được, tức là giá trị nhân với cái fx của bên này, fx dx, fx của nó đây 4x đây nè, x nhân với 4x dx lấy từ 0 cho đến 1 phần 2, nhớ nha. Ta chia làm hai nhánh cộng với tích phân của x nhân với 4 trừ x đi từ 1 phần 2 cho đến 1. Thằng này 0 đến 1 phần 2 này, 1 phần 2 cho đến 1 cũng là giá trị nhân xác suất thôi, phải không? Cộng hai cái tích phân đó lại và ta sẽ bằng là 1 phần 2. Đấy, ai thích, em nào thích thì tính trực tiếp lại, ta cũng ra đáp số là 1 phần 2. Nhưng ở đây thôi mình ứng dụng công thức ngay, phải không? Nó chính là cái trọng tâm A cộng B cộng C chia 3. Và ta như vậy là ta thấy A là bằng 0, C là bằng một nửa, C là bằng 0.5 và B là 1. Thế vào đây thôi, 0 cộng 0.5 cộng 1 là 1.5 chia 3. Như vậy là 1.5 chia 3 là 1 phần 2. Như vậy chính là ngay cái x bằng 0.5 này các em. Thì nó chính là trọng tâm mà nó phải rơi ở đây chứ, phải không? Đây là tam giác cân mà. Trọng tâm nó phải nằm ở ngay trên cái đường đường đối xứng, phải không? Đường đối xứng tại x bằng 0.5. Đấy. Và người ta kêu tìm cái này và cái này thì hơi mệt, phải không các em? Và mà tính trực tiếp cái này là hơi mệt đấy, phải không? Tính đầu tiên ta phải tính tính gì? Trung bình của bình phương, có nghĩa là x bình phương lấy trung bình, có nghĩa là giá trị của nó lúc này là x bình phương nhân với cái hai cái nhánh này, một cái x bình phương nhân 4x lấy từ tích phân đi từ 0 cho đến 1 phần 2, một cái là x bình phương nhân với 4 trừ x, đúng không? Lấy từ 1 phần 2 cho đến 1. Đấy, thì ta lấy cộng hai này lại thì ta được giá trị trung bình của x bình phương. Sau đó ta trừ cho bình phương của trung bình phương của cái này là 1/4, trừ cho 1/4. Thì cuối cùng ta sẽ tìm được ra công thức là 1/24. Đó là ta tính trực tiếp vất vả, phải không? Tính trực tiếp thì mấy em phải tính vất vả đấy. Để lấy tích phân. Cái thứ nhất là ta phải lấy tích phân. Thực ra lấy tích phân này thì bây giờ cũng không có gì khó khăn. Mấy em chỉ cần bấm máy thôi. Tích phân thầy nghĩ mấy em đã bấm máy tốt rồi, phải không? Tích phân hai nhánh cộng lại thôi, hai nhánh cộng lại thì ra số lẻ kệ nó, ra số lẻ kệ nó. Khi mà ta làm toán thì ta chỉ cần ra số lẻ, không cần ra phân số cũng được. Tại vì khi ta bấm tích phân á, thì nó trở về cái dạng phân số không được, trong máy nó tính không được. Chỉ có tính trực tiếp thì ta ra phân số nó đẹp hơn thôi.
Còn ở cái công thức bàn này thì áp dụng ngay cái công thức phương sai của nó bằng công thức này. Là A bình cộng B bình cộng C bình trừ cho các tích AB, AC, BC. Công thức này thực ra là nó dài nhưng mà dễ nhớ, phải không các em? Cũng dễ nhớ và chia cho 18 thôi. Thì tính ra A bằng, nhớ A bằng 0, B bằng 1 và C bằng 0.5, một nửa. Người ta thấy vào đây rất nhanh là 1.24. Thì như nãy thầy gợi mở thì ai muốn tính trực tiếp cũng được, tính trực tiếp cũng được, nhưng theo thầy biết thì hiện nay thì là một số các trường đã cho thi cái môn xác suất thống kê này bằng phương pháp trắc nghiệm. Và nếu bằng phương pháp trắc nghiệm mà ta tính trực tiếp thì hơi mệt đó các em, người ta phải nhớ bằng công thức thôi, nhớ công thức nhá. Một số trường thôi, một số trường thầy biết là hiện nay đã cho thi cái này bằng phương pháp trắc nghiệm. Trắc nghiệm thì ta phải nhớ công thức nhiều rồi, chứ ta không có ngồi ta tính kêu cho hàm mật độ đây tính ax thì tính 3x ngồi đó mà tính tích phân, xác định chia hai nhánh này ra ngồi đó tính là thôi thua luôn, phải không các em? Thì ta phải nhớ công thức thôi. Đấy, ta phải nhớ công thức. Thì hy vọng là mấy em sẽ nhớ công thức và tính rất dễ dàng nhé. Bây giờ ta sang đến một cái phân phối nữa, gọi là phân phối mũ. Phân phối mũ exponential. Phân phối mũ exponential. X thuộc vào exponential lambda. Lambda lớn hơn 0. Đây là mũ nghe. Exponent, exponent là mũ. E mũ x, E mũ x thì là hàm exponential x, phải không? Đây ký hiệu nha, x thuộc e lambda, lambda lớn hơn 0. Thì nhớ nhá, các em phải nhớ một số các keyword và những cái ký hiệu nhá. Tại vì hiện nay nó là đã gọi là hệ thống hóa hết rồi thì các ký hiệu nó hầu như là nó giống nhau, kể cả Anh, kể cả Pháp, kể cả Mỹ đều hầu như là giống nhau, hầu như giống nhau. Hiện nay là thế giới đang xích lại gần nhau và tất cả mọi các cái khoa học cơ bản thì hầu như người ta sẽ muốn dùng những cái ký hiệu giống nhau để giao lưu dễ hơn, để giao lưu dễ hơn. Thì các ký hiệu này hầu như là giờ là đã giống nhau rồi. Thì các em phải nhớ, trước đây thì nó hơi khác. Trước đây là do cái hệ thống chính trị hay thế nào đấy mà học ở Liên Xô ký hiệu khác, học ở Mỹ ký hiệu khác, phải không? Học ở Pháp ký hiệu khác. Hồi xưa tại vì cái thông tin nó còn chưa được phổ cập. Hiện nay thì người ta muốn xích lại gần nhau nhiều hơn và người ta đã ngồi lại và người ta đã đưa ra những cái ký hiệu để cho cách population hơn, cách phổ thông hơn, ai cũng có thể hiểu được và nước nào cũng có thể thống nhất một cái ký hiệu dùng chung nhé. Ở đây là ký hiệu là e mũ e lambda đó, tức là exponential lambda rồi. Hay một bài sách thì ký hiệu là epsilon nhỏ, cái này là epsilon. Bài ký hiệu hồi xưa thì mình gọi là cái này, nhưng mà bây giờ người ta dùng e mũ lớn, e là exponential nhé. Và ta đến cái hàm mật độ của cái hàm mũ như sau. Hàm mật độ của nó đây, xanh lá cây đây các em. Hàm mật độ này fx bằng lambda. Nhớ lambda là một cái tham số giống 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 như cái gì các em? Giống như Poisson, đúng không? Và ai đó có liên tưởng tại sao lại dùng cái lambda nó giống như Poisson? À thì tí nữa ta sẽ thấy có liên hệ thực sự các em ạ. Phân phối mũ và phân phối Poisson là hai cái có liên hệ mật thiết với nhau, tí nữa ta sẽ thấy nhé. Đầu tiên thầy muốn giới thiệu về hàm mật độ xác suất của x, nó là như vậy: fx bằng lambda nhân với e mũ trừ lambda x với x lớn hơn bằng 0. Ngoài ra có nghĩa là x nhỏ hẳn hơn 0 thì bằng 0.
Ở đây như vậy là nó xác định là x bằng 0, phải không các em? Phải không? Và cái bót sum của ta là e mũ trừ lambda nhân với lambda lý thừa k chia cho k giai thừa. Ở đây là e mũ trừ lambda x. Nhớ là cái bót sum là rời rạc nhá. Bót sum là rời rạc. Bót sum là rời rạc mà k cũng đi vô cùng luôn. K đi từ 0, 1, 2 cho đến vô cùng. Còn cái anh này làm phân phối mũ nhá. Và đây là liên tục. Đây liên tục, x sẽ đi từ 0 cho đến vô cùng. Vậy ta thấy có một cái gì na ná nhau rồi đấy, phải không? Hàm của nó thì khác rồi, lambda nhân với e mũ trừ lambda x. Cái kia thì không có cái x, e mũ trừ lambda nhân với lambda lý thừa k chia cho k giai thừa, phải không? Đấy, cái này là lambda nhân với e mũ trừ lambda x. Em nhớ cái này nha. Rồi đi giờ hơi phức tạp đây. Bây giờ chứng minh cái này là một cái hệ xác suất đầy đủ thì ta phải lấy tích phân đi từ 0 cho đến cộng vô cùng của lambda e mũ trừ lambda x, từ 0 cho đến cộng vô cùng phải bằng 1. Cái này nó đụng đến tích phân suy rộng, phải không em? Suy rộng đấy, có cái cận là bằng cộng vô cùng rồi, phải không? Thì mấy cái này thực ra thì trong lý thuyết các em đã học thì thầy nghĩ mấy em nên em phải tự xem và tự chứng minh đây là hàm mật độ nhá. Bây giờ ta xem cái đồ thị của nó thôi. Như vậy là lambda sẽ là tham số và lambda thay đổi, lambda lớn hơn không các em, lớn hơn không. Bây giờ thầy xem một display một số các đồ thị với các lambda thay đổi nhá. Đồ thị của nó như vậy. Đồ thị co vào điểm 0, tức là co vào đây nè các em. Co vào. Đây, lambda bằng 1, lambda bằng 1 là nó duỗi ra như vậy. Cái đường của nó vậy. Đó các em. Đó, lambda bằng 1. Để đảm bảo là cái gì? Cái diện tích này nè. Diện tích thầy di chuột nè. Kéo dài ra đây nha. Lên đây nha, đúng cái hàm của nó đây nè. Lambda bằng 1. Đó. Diện tích phải bằng 1. Khi lambda bằng 2 thì cái này, cái đầu này nó nhích lên đây để bằng 2. Đây phải bằng 2 tại vì lambda bằng 2 là e mũ, mà khi x bằng 0 thì cái giá trị này bằng 1, thì là khi mà lambda bằng 2 thì cái đầu này nó phải bắt đầu từ cái đỉnh 2 đi xuống. Đầu này lambda bằng 1 đi từ cái đỉnh 1 đi xuống, đầu này lambda bằng 2, đỉnh 2 đi xuống, nhưng mà lúc này nó hẹp vô. Cái đáy nó hẹp vô chút xíu kìa. Đấy nó hẹp vô. Tại vì cái chiều cao nó đã tăng lên thì cái đáy nó phải hẹp vô để nó vẫn đảm bảo được cái diện tích. Diện tích này bằng 1, phải không? Diện tích này bằng 1. Khi lambda bằng 4, 4 nó phát xuất từ 4 và nó lại thu hẹp lại, cái đáy nó lại thu hẹp lại các em ạ, để nó đảm bảo là cái diện tích này nè, cái diện tích mà di chuột đây phải bằng 1. Như vậy rõ ràng khi lambda mà tăng lên thì cái đường này nó sát vào cái trục tung, sát vào cái trục tung, đáy của nó cũng co lại, co lại, co lại đấy, để nó đảm bảo là toàn bộ cái diện tích đi từ 0 cho đến cộng vô cùng phải bằng 1. Chứng minh cái đó thì thầy nghĩ mấy em đọc vào sách giáo khoa mấy em sẽ thấy nhé. Ở đây thầy muốn display và em nhớ một điều là cái đồ thị của nó sát dần dần vào cái trục tung, sát dần vào đó. Thì vẽ cái hình đây nè, cái đường này có nghĩa là nó càng ngày nó càng ép vào, nếu mà lambda tăng lên nó càng ép vào cái trục hoành, à cái trục tung, phải không, để đảm bảo là cái diện tích này nó bằng 1 đấy. Người ta nhớ như vậy nhá, ta nhớ cái hình dáng rất là đôi khi rất quan trọng, nó cho ta cái toàn bộ cái bức tranh về cái hàm mật độ để ta biết nhé. Và cái phân phối mũ này các em áp dụng rất nhiều trong các lý thuyết về độ tin cậy. Lý thuyết về độ tin cậy người ta khảo sát rất nhiều về kiểm định chất lượng, kiểm định chất lượng về thực phẩm hiện nay ví dụ như vậy, kiểm định về chất lượng thực phẩm, bất kỳ kiểm định chất lượng về cái gì, kiểm định chất lượng về
các công trình xây dựng người ta cũng dùng cái này, người ta cũng dùng cái này. Mà có rất nhiều ứng dụng, có rất nhiều cái ứng dụng nhé. Thì nếu đụng thì thầy sẽ nói một vài các ứng dụng của nó, phân phối mũ của nó là như vậy. Bây giờ ta sẽ liên hệ giữa cái phân phối Watson và phân phối mũ nó như thế nào. Đây, nếu số lần xuất hiện của một biến cố trong một khoảng thời gian có phân phối Watson, nhớ không các em? Số lần xuất hiện một biến cố nào đó trong một khoảng thời gian cho trước thì nó là phân phối Watson, phải không? Nhưng thời gian giữa hai lần xuất hiện biến cố đó, thời gian giữa hai lần xuất hiện biến cố đó, tức là hai lần xuất hiện biến cố, thời gian nó nằm ở giữa đó, thì lại là phân phối, có phân phối mũ. Như vậy nó liên quan đến thời gian, đúng không các em? Như vậy Watson cũng liên quan đến thời gian và phân phối mũ cũng liên quan đến thời gian. Thời gian giữa hai lần xuất hiện biến cố đó có phân phối mũ. Phân phối mũ. Chẳng hạn thời gian làm việc liên tục của một thiết bị, những hai lần sửa chữa của một thiết bị, thời gian người ta đo có phân phối mũ, có phân phối mũ. Và hàm như vậy là hàm giảm, đúng không các em? Đồ thị của nó luôn luôn là cái hàm mà nó giảm xuống rất nhanh, tại vì e mũ mà lambda e trừ lambda x, có nghĩa là e mũ trừ lambda x, mà lambda là luôn luôn là số dương, x cũng là số dương, cho nên e mũ trừ lambda x là hàm giảm cực nhanh, hàm giảm nhanh, hàm giảm theo hàm mũ. Người ta cứ nói cái gì mà hàm mũ thì thường là nó tăng là tăng nhanh, hoặc là tăng hoặc là giảm nhanh, phải không? Mũ, mũ là một cái đẳng cấp, người ta đã nói rồi phải không các em? Các em học ở dưới, hàm log là cái đẳng cấp thấp nhất, sau đó là đến hàm gì? Hàm lũy thừa. Hàm lũy thừa là cái đẳng cấp lớn hơn, lớn hơn cái đẳng cấp hàm hàm log. Rồi đến hàm mũ là đẳng cấp lớn hơn hàm hàm lũy thừa, đúng không? Các em học ở lớp dưới. Và một cái hàm nữa là lớn hơn hàm mũ là hàm gì? Đẳng cấp về dây thừa. Dây thừa thì lớn hơn cái đẳng cấp về hàm mũ. Đấy là những cái cấp bậc người ta thưa nói. Ví dụ người ta nói cái biến này hoặc cái sự kiện này tăng theo hàm mũ có nghĩa là tăng lớn, còn tăng theo hàm lũy thừa thì tăng vừa vừa, không có lớn bằng cái tăng theo hàm mũ, phải không? Đó là cái cách mà mình cứ nghe ở ngoài đời ta nói, cái đó là tăng theo hàm mũ, tăng theo hàm mũ có nghĩa là nó là tăng lớn lắm, hoặc là giảm theo hàm mũ là giảm cũng lớn đấy, phải không? Như vậy các em thấy là nếu số lần xuất hiện của một biến cố trong một khoảng thời gian thì nó theo Watson. Còn bây giờ hai cái biến cố đó đo thời gian xảy ra thì thời gian đó thuộc vào phân phối mũ. Chẳng hạn thời gian làm việc liên tục của một thiết bị giữa hai lần sửa chữa của một thiết bị thì là có phân phối mũ. Vậy ta thấy cái phân phối mũ là cái phân phối mà nó có liên quan mật thiết đến phân phối Watson, đến phân phối Watson, phải không? Hai cái đều có liên quan đến vấn đề thời gian. Và như vậy chúng ta sẽ tìm hiểu cái vấn đề này ở cái bài học sau, phải không? Các em về nhà ôn tập lại, và kỳ sau nếu có dịp các em cũng phải có những cái công cụ tính toán, ví dụ như cái máy tính bảo tối, phải không? Để kế bên, khi nào mà thầy chỉ ở trên màn hình thì mấy em ứng dụng luôn. Ví dụ như là cái trước đây thầy đã nói đó, tính toán, khi mà tính toán những cái công thức mà với k nó đi từ một số cho đến một cái số nào mà khoảng chừng 10 lần như vậy thì cái mức độ phức tạp tính toán nó bắt đầu phức tạp. Ta không thể nào ta tính, ta bấm bấm bình thường như là những cái mà ta bấm bình thường được, không không làm như vậy được, mà ta phải có một cái kiểu bấm khác nhé.
Như vậy thầy kết thúc cái bài này ở đây và thầy sẽ tiếp tục lần sau. Cảm ơn các em đã theo dõi bài giảng của thầy.